À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Vận dụng kiến thức đó thì chúng ta sẽ cùng đi làm bài luyện tập ở trang 12. Có nội dung như sau, đó là giải bài toán nêu trong phần mở đầu. À, phần mở đầu thì chính là bài toán khởi động khi mà bắt đầu vào bài học. Thì cô cũng đã hướng dẫn cho các bạn có thể mở lại và chúng ta xem lại các cái bước giải của bài toán khởi động này. Nên là cô sẽ không hướng dẫn cái lời giải ở đây nữa. Chúng ta sẽ quan sát lại lời giải ở phần khởi động, được chưa nào? Và vận dụng các kiến thức vừa học thì chúng ta sẽ đi làm phần bài tập ở trong bài học này. Đầu tiên là vào bài tập số 1 có nội dung như sau. Biểu đồ ở hình 7 thì biểu diễn lượng mưa tại trạm khí tượng Huế trong 6 tháng cuối năm dương lịch. A. Nêu đối tượng thống kê và tiêu chí thống kê. B. Lập bảng số liệu thống kê lượng mưa tại trạm khí tượng Huế theo mẫu sau. C. Trong các tháng trên, tháng nào có lượng mưa nhiều nhất và tháng nào có lượng mưa ít nhất? Vậy ở đây thì chúng ta nhận thấy là người ta cho cái số liệu là bằng biểu đồ, đúng nào? Cho cái dữ liệu, có thể nói là cho cái dữ liệu dưới dạng biểu đồ. Và từ biểu đồ này chúng ta sẽ phân tích và rút ra được những cái kết luận mà ở đây đề đang yêu cầu. Đầu tiên là ở ý A, đề hỏi là đối tượng thống kê và tiêu chí thống kê là gì? Thì chúng ta nhận thấy đối tượng thống kê ở đây thì chúng ta thống kê vào các cái tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12. Những tháng này là những đối tượng mình đang quan tâm và mình thống kê ra đây. Được chưa nào? Và tiêu chí thống kê là mình thống kê về nội dung gì thì người ta gọi là tiêu chí thống kê. Được chưa nào? Mình đang thống kê về nội dung đó là lượng mưa với đơn vị là mm tại trạm khí tượng Huế trong 6 tháng cuối năm dương lịch. Vậy ở đây chúng ta phân biệt cho cô nhé, đối tượng thống kê và tiêu chí thống kê. Được chưa nào? Đối tượng là thống kê là những cái đối tượng mà mình liệt kê ra. Tiêu chí thống kê là mình nói đến cái nội dung mà mình đang quan tâm ở đây. Đang nội dung quan tâm của các đối tượng đó, đúng nào? Đó là lượng mưa. Chuyển sang đến ý B, từ biểu đồ này chúng ta hoàn thiện được cái bảng người ta yêu cầu. Đó là bảng lượng mưa thông qua các tháng. Từ biểu đồ thì cô có bảng dữ liệu, đúng nào? Bảng dữ liệu tháng 7 cô nhìn vào biểu đồ, cô thấy ở đây là 95,3 mm, vậy cô điền vào đây là 95,3. Tháng 8 là 104,0 mm, cô điền vào đây là 104. Tháng 9 gióng cột lên, người ta điền 473,4, vậy cô điền vào đây tháng 9 tương ứng là 473,4. Tháng 10 là 795,6 mm. Tháng 11 là 580,6 mm. Và tháng 12 là 297,4 mm. Như vậy ở đây ý B là từ biểu đồ chúng ta cũng thu được bảng dữ liệu. Và cũng từ biểu đồ hay là từ bảng dữ liệu thì chúng ta nhận thấy ngay là tháng nào có lượng mưa nhiều nhất và tháng nào có lượng mưa ít nhất bằng cách như sau. Qua cái việc so sánh các cái số liệu mà mình thu được ở bảng dữ liệu này thì cô sẽ sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn để xem là lượng mưa ở tháng nào là bé nhất và lượng mưa ở tháng nào là lớn nhất. Thì cô nhận thấy là 95,3 thì nhỏ hơn 104,0. Đúng nào? So sánh phần nguyên, 95 nhỏ hơn 104 là hoàn toàn chính xác. 104,0 lại nhỏ hơn 297,4. 104 đúng là nhỏ hơn 297. Phần nguyên so sánh trước, đúng nào? Tiếp theo, 297,4 lại nhỏ hơn 473,4, cũng hoàn toàn chính xác. Nhận thấy ngay phần nguyên là 297 nhỏ hơn 473 mà.
Và tương tự cũng giải thích như vậy thì cô nhận thấy là nhỏ hơn 580,6 và nhỏ hơn 795,6. Như vậy cô xếp theo thứ tự từ bé nhất đến cao nhất thì cô nhận thấy 95,3 là của tháng 7 là nhỏ nhất. Như vậy tháng có lượng mưa nhỏ nhất là tháng 7, ít nhất là tháng 7. Và cao nhất là 795,6 tương ứng trên bảng dữ liệu này là tháng 10. Thì có tháng có lượng mưa nhiều nhất là tháng 10. Vậy cô kết luận là trong các tháng trên thì tháng có lượng mưa nhiều nhất là tháng 10. Với lượng mưa là đạt 795,6 mm. Thế còn tháng có lượng mưa ít nhất là tháng 7. Với lượng mưa đạt là 95,3 mm. Như vậy thì từ cái biểu đồ thì chúng ta cũng tìm được các cái đối tượng thống kê và tiêu chí thống kê ở trong biểu đồ. Và từ đó thì cũng phân tích để thu được các cái số liệu, đúng nào, về lượng mưa của từng tháng 7 đến tháng 10, 12. Và từ đó thì ta cũng phân tích và rút ra được là tháng nào có lượng mưa nhiều nhất và tháng nào có lượng mưa ít nhất. Được chưa nào? Như vậy chúng ta đã phân tích và xử lý dữ liệu của bài 1. Đúng nào? Chuyển sang đến bài tập số 2 có nội dung như sau. Nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới. Biểu đồ cột ở hình 8 biểu diễn kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong các năm 2016, 2017, 2018, 2019 và 2020. A. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2019 tăng bao nhiêu phần trăm so với năm 2018? Làm tròn kết quả đến hàng phần 10. B. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2020 tăng bao nhiêu phần trăm so với năm 2019 và cũng là làm tròn kết quả đến hàng phần 10. Như vậy thì ở đây là cho biểu đồ, đúng không nào? Cho dữ liệu bằng biểu đồ, được chưa? Thì chúng ta sẽ phân tích cái dữ liệu này để thu thập được cái nội dung mà mình đang quan tâm của đề yêu cầu, đó là tăng bao nhiêu phần trăm, đúng không nào? Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2019 tăng bao nhiêu so với năm 2018 và tương tự là năm 2020 tăng bao nhiêu so với năm 2019, được chưa nào? Và chúng ta sử dụng kiến thức toán học để phân tích và xử lý cái dữ liệu này. Chúng ta đã biết là để xem là tăng bao nhiêu phần trăm, đúng không nào, thì chúng ta cần phải đi tính là tỷ số phần trăm của năm 2019 so với năm 2018 là bao nhiêu. Và khi đã có cái tỷ số phần trăm rồi thì mình mới biết được là so sánh cái tỷ số đó thì mình mới biết là nó tăng hay là nó giảm, đúng chưa nhỉ? Vậy thì ở đây để biết được tăng bao nhiêu phần trăm, chúng ta phải sử dụng đến kiến thức toán học, đó là tính tỷ số phần trăm của kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2019 so với năm 2018 và tương tự ở câu B thì là năm 2020 so với năm 2019. Và chúng ta sẽ cùng nhớ lại kiến thức toán học về tính tỷ số phần trăm của hai đại lượng. Thì chúng ta có như sau. Tỷ số phần trăm của kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2019 so với năm 2018 là khoảng. Ở đây 2019 cô nhìn trên bảng dữ liệu, cô phân tích trên cái biểu đồ này. Cô nhìn thấy năm 2019 là 264,2, năm 2018 là 243,5. Vậy tỷ số phần trăm thì cô lấy của năm 2019 chia cho 2018. Thì sẽ ra tỷ số phần trăm của năm 2019 so với năm 2018. Ở đây các em có thể bấm máy. Được chưa nào? Bấm máy thì sẽ ra xấp xỉ là 1,085. Và đây cô lấy xấp xỉ là gần bằng 108,5%. Được chưa nào? Bởi vì đề có yêu cầu là làm tròn đến chữ số ở phần thập phân. Ở hàng phần 10. Đúng nào? Và khi đã làm đến đây rồi thì cô nhận thấy là so với năm 2018 thì nó chiếm tới là 108,5%. Và như vậy thì nó tăng thêm 8,5%
10% nữa, đúng nào? Do đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2019 tăng khoảng 108,5 trừ đi 100% và bằng 80,5% so với năm 2018, đúng nào? Năm 2018 chúng ta coi là 100%, thì năm 2019 là chiếm khoảng 108,5%, thì như vậy nó tăng 8,5%. Tương tự như vậy, chúng ta có đến ý B là tính của năm 2020 so với năm 2019. Thì làm tương tự, năm 2020 là 282,7 tỷ đô la Mỹ chia cho 2019 là 264,2. Ở đây cô lấy xấp xỉ là bằng 1,07 và đây ra xấp xỉ là bằng 107%. Và do đó thì kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2020 tăng khoảng là lấy 107,0% trừ đi 100% thì ra 7% so với năm 2019. Vậy ở đây chúng ta nhớ đến cái kiến thức toán học được áp dụng vào để phân tích và xử lý dữ liệu ở đây, để biết được rằng là tăng bao nhiêu phần trăm, đúng không nào? Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.